Trời, chắc có thể là mọi người không có biết đâu là quản lý này ngầu lắm nha. Quản lý này trả lương ngược lại cho sếp của mình đó mọi người. Có rất là nhiều bài báo được Kim Cương chia sẻ là anh Phúc là một người là chỉ biết đi làm thôi, cũng không có quan tâm về tài chính lắm. Vì không biết sao mà khi quen nhau rồi và bắt đầu đi làm với những show diễn đầu tiên cùng với nhau, thì những cái đồng tiền đầu tiên mà Kim Cương quản lý công việc cho anh Phúc thì Kim Cương đều giữ hết những cái khoản tiền đó cho tới bây giờ đều là như vậy. Và còn mỗi tháng còn phải cho ngược lại tiền ông xã mình, giống như là phát lương cho ông xã mình để ông xã mình xài vậy đó. Cho nên là cũng có một vài bài báo Kim Cương có chia sẻ là Kim Cương là người trả lương cho chồng mình đó. Mà anh Phúc cũng hay ghẹo là bây giờ tới thời điểm bây giờ là lương của Phúc đã được bà xã lên tới 25 triệu rồi đó nha. Thật sự là nếu mà để nói cái công việc Phúc làm cho gia đình, cho công ty của mình á, thì lương bình thường sẽ không có trả đủ cho Phúc đâu. Nhưng mà Phúc thì Phúc nhận cái mức lương đang hiện tại đó nha. Trước đây á, là nhận 10 triệu, nhưng mà hiện tại thì Phúc đã nhận được 25 triệu một tháng rồi. Bình thường thì Phúc là ca sĩ, nhưng mà trong công ty thì Phúc là một người chủ doanh nghiệp, cũng là một người giám đốc, nên là khi làm việc ở cái mảng kinh doanh thì Phúc cũng phải được nhận lương xứng đáng với công việc của mình. Nếu mà nói về Kim Cương bà xã của Phúc thì chắc sẽ nó là một cái câu chuyện rất là dài, nhưng mà từ lúc bắt đầu có Kim Cương bên cạnh Phúc thì dĩ nhiên là có một người ở hậu phương để lo cho mình tất cả mọi thứ, thì Phúc cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Và có một cái người bạn đời đồng hành với mình, và Phúc chỉ gọi là tập trung hết sức mình để cho âm nhạc, cho công việc và cho nghệ thuật, và Phúc cảm thấy rất là an tâm khi có cô ấy bên cạnh.